Sẽ bắt đầu như thế này, từ đường kẻ từ giữa ô thứ ba đi vào gần đường kẻ dọc cách 1/4 nhé. Chúng ta tạo nét lượn và cong tròn ở cuối. Có phải nét này bài 1 chúng ta viết rồi không? Nhưng mà nét thứ hai thì chúng ta chưa viết, chúng ta để ý vào đây. 3/4 từ trên xuống nhé. Đó, có một cái đường nó như thế này. Chúng ta sẽ bắt đầu từ điểm giao nhau này, đi xuống 3/4 rồi lên trên sang trái, lên giữa ô thứ ba tức là nửa ô, rồi sang phải, cong như này. Xuống 3/4 nhé, lên trên 1/2, sang phải đây. Đó, đến chỗ này chúng ta cong xuống chưa tới 3/4 nhé, qua 1/2 thì đi lên. Như thế này. Chúng ta quan sát lại đi, nhiều điểm chấm quá nhìn nó cứ như là bị vấn đề bệnh tật ấy. Đó, như thế là chuẩn hơn. Cái này ra đây, ra đến đường kẻ nhé. Tiếp theo này, vẫn như vậy, hoàn toàn quy trình giống nhau. Chúng ta sẽ cong xuống 3/4 lên 1/2 rồi sang bên phải. Không cong lên nữa mà đi xuyên qua đây 1/4 nhé. Vào đường kẻ dọc, tức là xuyên qua nét thứ nhất rồi đi ra điểm này là điểm giao nhau của hai đường kẻ. Chúng ta viết nét móc trùng với đường kẻ này rồi đi lên. Đó, để chúng ta có chữ gì ạ? R, chúng ta viết hai chữ này đi, P và R.